Xin chào các bác, em mới về một lô cạc hình Asus GT730 2GB D5 để phục vụ các bác làm đồ họa và chơi game tầm trung. Thị trường cạc hình hiện tại thì đang rất là khan hiếm. Cạc hình cũ thì tỷ lệ lỗi rất là cao, nên em về một lô cạc mới, bảo hành 12 tháng các bác nhé, hàng chính hãng của Asus. Mới full box luôn. Đầy đủ 3 cổng VGA, DVI và HDMI. Cạc chính hãng Asus GT730 2GB DDR5. Cái cạc này có thể các bác có thể chơi được những cái game tầm trung như là FIFA 4 hoặc là Liên Minh các bác nhé. Hoặc là rất là đơn giản, bây giờ có rất là nhiều CPU thế hệ thứ 10 nó phải có cạc hình. Và một số dòng cạc hình hiện tại thì đang giá thành đang rất là cao. Em về một lô này thì các bác phù hợp với các bác sử dụng với cái mức độ trung bình hoặc là chơi game tầm trung làm đồ họa. Cạc mới nguyên hộp các bác nhé, bảo hành chính hãng 12 tháng cho các bác. Ở trên mạng thì cũng anh em có thể search thì cũng rất nhiều anh em bán cái mã cạc này. Bảo hành tùy theo